Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny and Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny đang có mặt tại Auto 568 420 Lạc Long Quân, Hà Nội. Và đây chúng ta có một chiếc G63 AMG vừa được một anh nhận xe và mua về các bạn nhé. Mua từ Auto 568 420 Lạc Long Quân, Hà Nội. Đây các bạn nhìn G63 AMG với ngoại thất màu đỏ, quá đẹp luôn anh em ạ. Chương trình bàn giao xe G63 AMG của Auto 568 420 Lạc Long Quân, Hà Nội các bạn nhé. Sau khi chia tay em G63 AMG màu đỏ thì Auto 568 vẫn còn rất nhiều những cái mẫu xe đáng chú ý cho anh em chiêm ngưỡng khám phá, và anh em nào thích có thể mua về các bạn nhá. Các bạn đi này, một cái hàng ở ngoài toàn những cái siêu phẩm luôn các bạn ạ, toàn siêu phẩm đến từ những cái thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới anh em nhá. Đầu tiên ở chính giữa đây chúng ta có một chiếc Range Rover phiên bản HSE đời 2015 đã qua sử dụng các bạn nhá, với cái ngoại thất màu trông cũng khá là đẹp và hiếm tại Việt Nam. Ở bên cạnh đây chúng ta có một em G63 AMG với ngoại thất màu đen mờ, mẫu xe đang cực kỳ hot trên thị trường Việt Nam cũng như trên toàn thế giới luôn. G63 trên thế giới bây giờ cũng mua rất khó. Và đây chúng ta có một này, và phía sau kia còn một chiếc nữa, chưa kể chiếc màu đỏ vừa tách đoàn về với một doanh nhân, một đại gia tại Hà Nội các bạn nhé. Ở bên này chúng ta có một chiếc Rolls-Royce Phantom 7 thế hệ thứ 2. Ở bên này chúng ta có một chiếc Rolls-Royce Phantom Series 2 thế hệ thứ 7 anh em nhé, phiên bản EWB. Và chiếc này thì cũng đã từng xuất hiện trong một số clip của mình cũng như trong các clip khám phá showroom Auto 568 420 Lạc Long Quân, Hà Nội các bạn nhé. Đây các bạn nhìn logo biểu tượng của sự quyền lực, của sự giàu sang, logo Rolls-Royce và cái biểu tượng tụt thó này. Bên này chúng ta có một chiếc Porsche Cayenne đời đâu đó khoảng 2018, nhìn vẫn còn rất đẹp các bạn nhé, 4 năm rồi nhưng vẫn còn rất mê luôn anh em ạ. Mâm xe cũng là mâm tùy chọn. Đó, chiếc Range Rover HSE các bạn này, mình sẽ ngó qua nội thất của em nó xem còn sang xịn mịn không sau khoảng 7 năm rồi các bạn nhé. Ngoại thất màu hơi nhá nhá xong màu trắng kem, nội thất cũng thế các bạn nhé. Da ở vị trí dưới này hơi nhăn một chút, tuy nhiên vẫn còn rất đẹp và rất thơm. Ghế ngồi đục lỗ thông hơi các bạn này, vẫn là kiểu thiết kế quen thuộc của Range Rover. Đây, bên trong nội thất anh em nhé, núm xoay chuyển chế độ lái quen thuộc của Range Rover các bạn này. Màn hình trung tâm này, màn hình phía sau vô lăng này, toàn là màn hình điện tử hết. Nhìn gọi là sang xịn mịn luôn. Cửa hít tuy nhiên đóng hơi mạnh nó vẫn vào các bạn ạ. Đây, cái bậc lên xuống nó cũng sẽ hút vào HSE. Tuy nhiên ngoại thất thì các bạn nhìn gần giống như là autobiography. Đó, đây là ngoại thất phần đuôi các bạn này, phần đuôi của chiếc HSE này, còn phần đuôi của chiếc G63 AMG. Đó, sản xuất có lẽ là 2022. Đó, mới tinh 100% và giá bán bây giờ đang là 14 tỷ đồng, hơn 14 tỷ các bạn. Uầy, chiếc này ngoại thất đen, nội thất trắng anh em nhá. Đó, nội thất bên trong bọc da màu trắng, đục lỗ thông hơi này, ghế băng 3 vị trí ngồi. Chiếc này có màn hình giải trí dành cho người ngồi sau. Trang bị carbon này, loa Boomaster này. Ngó qua cái khoang cabin nhé, đóng như vậy vẫn chưa vào đây anh em ạ, tí nữa mình sẽ đóng lại. Đây cái khoang cabin của chiếc G63 AMG, ốp carbon này, bọc da màu trắng này, loa Boomaster này, ghế lái nhớ 3 vị trí và chỉnh điện đa hướng này, có làm mát thông hơi này. Đó, vô lăng AMG các bạn nhá, vô lăng nhìn sang xịn mịn luôn, và hai cái màn hình 12.3 inch. Đó, chiếc này thì mình đã quay khá là nhiều rồi, G63 thì xuất hiện ở trên cái kho video của mình quá nhiều rồi. Hôm nay thì mình sẽ quay nhanh em nó cho các bạn xem thôi. Đó, logo AMG này. Đây, đóng cửa phải đóng như thế này các bạn này. Đó bạn nhá, cửa sau vẫn chưa vào, đóng lại này. Đó bạn ơi, chắc nịch luôn. G63 với ngoại thất sơn màu matte nó quá là đẹp anh em ạ. Ngay phía sau em G63 AMG chúng ta có Lexus LX 570 bản Super Sport đời 2019 các bạn nhá. Đây là một chiếc xe đã qua sử dụng, lưới tản nhiệt theo phong cách Super Sport, lưới đèn pha LED, mâm 10 chấu này, nội thất bên trong bọc da màu đỏ anh em ạ. Đây các bạn ngó qua nội thất em Lexus LX 570 2019 đã qua sử dụng này, nội thất bọc da màu đỏ 3 năm, tuy nhiên
quả da của Lexus nó vẫn còn rất đẹp. Đục lỗ thông hơi này, ghế ngồi thiết kế rất to. Đó, chiếc này là một phiên bản nhập Mỹ anh em nhé. Nội thất ốp gỗ, bọc da, các chi tiết vẫn còn rất đẹp dù đã 3 năm sử dụng. Ô, chiếc này odo đã là hơn 3 vạn 32.000 km rồi. Tuy nhiên ghế ngồi vẫn rất thơm. Ghế ngồi vẫn thơm lắm anh em ạ. Đây là cái khoang sau này, với hai cái màn hình giải trí gắn tại tựa lưng hàng ghế trước này. Ghế ngồi kiểu ghế băng, bọc da đen đỏ, có đục lỗ thông hơi ở phía sau. Đó là cái hàng ghế thứ hai của Lexus 570 bản Super Sport. Chiếc này thì là nhập Mỹ anh em ạ. Đây là phần đuôi này, phần đuôi của em Super Sport này, Lexus 570S. Đó. Và ngay bên cạnh đây chúng ta có G63 AMG nữa anh em nhé. Chiếc vừa nãy thì ngoại thất màu đen mờ, còn chiếc này thì là đen bóng anh em nhé. Đó, G63 AMG, mẫu xe đang siêu hot trên thị trường, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Em nó cũng đều đang rất hot. Có một cặp black luôn, và phía trên còn một chiếc màu đen nữa. Động cơ V8 4.0 lít biturbo, công suất là 577 mã và 850 Nm. Chiếc này thì có gói black knight ở bên ngoài các bạn này. Đó, V8 biturbo sơn đen, logo AMG phía trên, bậc lên xuống gắn cố định. Ngó qua sang nội thất của chiếc này màu gì? À, chiếc này thì nội thất bọc da màu đỏ kết hợp với màu đen. Ghế ngồi AMG, thiết kế thì nó quá sang xịn mịn rồi anh em nhìn này, quả G63 này, wow. Bọc da màu đen này, đục lỗ thông hơi này, tựa đầu êm này. Ui, các bạn nhìn quả ghế đẹp không? Vô lăng cũng vô lăng AMG, bọc da lộn kết hợp với carbon các bạn nhé. Đó, cụm cài đặt công nghệ an toàn, hai màn hình 12.3 inch này, cũng full carbon như chiếc đen mờ lúc nãy. Loa Boommaster, cửa sổ trời dành cho khoang lái. Đó là cái khoang nội thất của G63 AMG và ốp carbon ở đây, bọc da màu đỏ này, Boommaster này. Wow, sáng xịn mịn luôn. Đây, cái logo AMG phát sáng anh em nhé. Đó là cái hàng ghế trước. Ôi, đóng thế mà nó vẫn chưa vào anh em ạ, phải mạnh hơn. Đó, còn đây là hàng ghế thứ hai này, với cũng có màn hình giải trí dành cho người ngồi sau, hệ thống điều hòa tự động một vùng ở phía sau. Đó, khoang sau bọc da màu đỏ dạng ghế băng, quá là đẹp. Đó, chia tay chiếc G63 AMG này. Đây, anh em nhìn lướt qua quả siêu phẩm này. Đó, phía dưới này chúng ta có Lexus GX460 đã qua sử dụng, màu vàng cát, một trong những màu rất hot. Và chiếc này thì là một phiên bản nhập Mỹ, một phiên bản nhập Mỹ anh em nhé. Đây, ngó qua nội thất của em GX460. Đó, nội thất thì bọc da màu trắng kem kết hợp với màu nâu, ngoại thất thì là màu vàng cát. Đây, ghế ngồi nhập Mỹ, có đục lỗ thông hơi, thành ghế cũng được làm nhô khá là cao. Tổng thể khoang cabin này, cái khoang cabin của GX460 thì rất nhiều năm rồi, nó vẫn thiết kế như thế này. Ngay cả đời mới nhất 2021-2022 nó cũng có kiểu như này các bạn nhé. Vẫn chưa có GX460 All New giống như LX600 All New các bạn nhé. Có lẽ là trong thời gian tới thì GX460 cũng sẽ có một cái thế hệ hoàn toàn mới. Đây, khoang sau của một chiếc GX460 cũng có đục lỗ thông hơi, có màn hình giải trí gắn tại tựa lưng hàng ghế trước, hệ thống điều hòa tự động ở phía sau. Đó, chiếc này thì là một phiên bản 7 chỗ ngồi các bạn nhé, cũng khá là rộng rãi, không thua kém gì những chiếc Lexus 570. Đây là phần đuôi của chiếc GX460 đã qua sử dụng này, vẫn còn rất đẹp, không rõ chiếc này đời bao nhiêu. Ở phía dưới này, ngay tại vị trí trung tâm, chúng ta có Porsche Panamera phiên bản AQ Steep. Đây là phiên bản trục cơ sở kéo dài anh em nhé. Chiếc này thì có gói Sport ở phần đầu xe này, nhìn trông nó hầm hố hơn. Đó, các bạn nhìn nhé, full black từ mâm cho đến ngoại thất đều được sơn đen. Đèn pha LED này. Gói Sport Package tại phần đầu xe, trông nó hầm hố hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Đây còn là một phiên bản trục cơ sở kéo dài, thế nên cái thân xe nhìn rất trường luôn, và cái nội thất bên trong nó cũng rộng hơn. Thì các bạn nhìn cái góc này, các bạn sẽ thấy vòm bánh trước và vòm bánh sau được làm re rộng, có chi tiết mang cá màu bạc. Mâm xe tùy chọn, kích thước 21 inch, lốp 275/35 ở phía trước và lốp ở phía sau là 315/30 R21 các bạn nhé. Lốp phía sau to hơn khá nhiều so với ở trước. Đây là phần đuôi nhé các bạn. Phần đuôi của Porsche Panamera thì
nó vẫn rất rất xuất sắc. Có gì được, đẹp không? Có một dải led mỏng chạy ngang. Hệ thống ống xả của chiếc này đã được chủ nhân độ Akrapovic các bạn nhé. Akrapovic các bạn này, nhìn chất lượng chưa? Nổ lên thì nghe cũng gọi là phê cực kỳ luôn đấy. Mình sẽ ngó xem nội thất của chiếc Panamera này bọc da màu gì anh em nhé. Uầy, bọc da màu đỏ. Phiên bản Exclusive này thì sẽ có 4 chỗ ngồi. Bọc da màu đỏ này, Exclusive này. Chiếc này thì đã có tuổi đời khoảng 5 năm rồi. Da hơi nhăn một chút, nhìn vẫn thơm và mới lắm anh em ạ. Có một cái cụm điều khiển ở chính giữa này. Đó, các bạn thể điều khiển điều hòa và một số cái tính năng giải trí. Không gian cũng khá là rộng anh em nhỉ. Đó, thành cửa này, ghế sau cũng chỉnh điện và nhớ ba vị trí anh em nhé. Chỉnh điện ở đây này. Đó, Exclusive này, chỉnh điện này, nhớ ba vị trí này, quá là xịn luôn. Đó, qua cái nội thất phía trước xem này. Đó, ngoại thất full black luôn anh em. Đây, ở phía trước này, ghế lái nhớ hai vị trí. Loa này, loa của chiếc này là loa Bose, thì chọn loa Bose. Panam 4 Exclusive phía trước thì đã được bọc ni lông lại. Chỉnh điện nhớ hai vị trí. Đây, cũng có đục lỗ thông hơi. Thiết kế gọi này, nhấn nhá theo phong cách thể thao. Và toàn bộ không gian khoang cabin của em nó này. Màn hình phía sau vô lăng cũng là rất nhiều những cái đồng hồ, gồm 5 cái đồng hồ. Thực tế thì nó là hai cái màn hình điện tử hai bên và một cái đồng hồ ở chính giữa. Trung tâm cũng có một cái màn hình cảm ứng kích thước 10.9 inch. Cần số đặt tại vị trí trung tâm này. Đó, thiết kế đúng là chuẩn theo phong cách sang xịn định của một mẫu xe sang đến từ Đức. Tiếp theo phía dưới này lại có một chiếc Porsche nữa. Chiếc này thì có ngoại thất ánh xanh các bạn ạ. Không phải đen đâu chứ. Đây là xanh các bạn nhé. Biển này các bạn này, 88899 đời 2018. Đây là một chiếc Porsche KNS. Và chủ nhân cũ của chiếc Porsche này cũng là một người quen của mình. Anh này thì chơi xe cũng khá là kinh. Và độ xe thì và mua xe thì thường là option tới nóc luôn anh em ạ. Đây, đèn pha LED tùy chọn này, lưới tản nhiệt này, phong cách black này, ngoại thất sơn đen, các chi tiết khác được sơn màu ngoại thất sơn ánh xanh, còn ngoại thất các chi tiết khác được sơn đen. Mâm xe cũng là một bộ mâm tùy chọn kích thước 21 inch ở phía trước. Đây, tiếp theo thì ngó qua một chút nội thất của chiếc này xem bọc da màu gì anh em nhé. Đây, vị trí ghế lái. Chiếc này bọc da màu nâu cà phê. Đây này, nâu cà phê. Wow, ốp carbon. Một chiếc Porsche Cayenne có nội thất được tùy chọn ốp carbon Cayenne này. Ghế ngồi bọc da màu nâu. Wow, thiết kế theo phong cách thể thao vậy. Ghế nhìn chất nhô. Đục lỗ thông hơi này, có chỉnh điện đa hướng, nhớ ba vị trí ở hàng ghế trước. Chiếc Pana vừa nãy thì nhớ hai vị trí, của chiếc này thì ghế lái nhớ ba vị trí anh em nhé. Toàn bộ không gian khoang cabin này, lên phát ngồi thử xem nào. Wow, bọc da màu nâu, có gói Sport Channel, thế nên nó có cái núm xoay chuyển chế độ lái này. Chế độ Sport và Sport Plus, Individual và chế độ lái thông thường. Có lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng. Màn hình phía sau gồm hai cái màn hình điện tử hai bên và một cái đồng hồ lốc ở chính giữa. Chiếc này thì đã lăn bánh hơn 3 vạn, 3,1 vạn rồi, gần 3,2 vạn. Có cái đồng hồ kim ở trên này, trong cái gói tùy chọn Sport Channel đó các bạn. Màn hình kích thước 10.9 inch này. Cần số đặt tại vị trí trung tâm và có hai cái vị trí nắm để khi các bạn đi đường xấu thì các bạn nắm vào đây cho nó chắc ăn. Phanh tay điện tử này, logo KN này, khay để cốc này. Đây các bạn nhìn cái ghế phụ ở phía sau này. Chiếc này thì cũng có tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh. Mênh mông luôn. Đó, nội thất thì nhấn nhá theo phong cách carbon ở hai cái thành cửa này. Đây, mình sẽ ngó thử cái khoang sau xem anh em nhé. Ngó thử cái khoang sau xem nào. Ba vị trí ngồi cũng có ốp carbon này, rèm che nắng chỉnh điện này. Ghế ngồi theo phong cách ghế băng, có hệ thống điều hòa ở phía sau. Bên kia cũng có rèm con này, có cái bệ tì tay ở chính giữa này. Đó, hơi tối, mình sẽ quay các chi tiết khác. Đây là tổng thể phần đuôi của chiếc Porsche KNS các bạn nhé. Rồi, ống xà kép đặt đối xứng hai bên. Nhìn chất chưa anh em? Porsche KNS. Biển thì cứ thì gọi là ối trời ơi luôn. Anh em nào sưu tầm biển mà mua chiếc này thì lại đỉnh luôn. Audi TT Convertible phiên bản bụi trần, biển cũng khá đẹp, 68881. Đây là mẫu xe thể thao hai cửa của Audi. Đời này cũng đời khá sâu rồi. Mình cứ ngó qua nội thất xem nó có gì đặc biệt. Wow, chiếc này bọc da lộn anh em nhé. Ghế ngồi da lộn kết hợp da trơn, hai chỗ ngồi. Đó, khoang cabin này nó có khá nhiều các cái thiết kế tròn,
từ cái đằng sau vô lăng cho đến các cái cửa gió điều hòa cũng fit tròn tròn. Và chiếc này có lẽ được chủ nhân độ cái màn hình Android ở chính giữa rồi. Đây là cụm điều khiển tại vị trí trung tâm này, có cần số này, có chế độ lái sport này. Da vẫn còn khá thơm, đúng là xe Đức các bạn ạ. Xe Đức thì bao nhiêu năm rồi mình thấy da ghế mở cửa vào thấy vẫn thơm, mùi mềm các bạn nhé. Ngay phía dưới chúng ta có một chiếc S450 Maybach, đời của 2017-2018 gì đó, biển này 55155. Maybach thì các bạn phải nói là đời nào nó cũng sang xịn mịn anh em ạ. Nội thất nó còn đẹp nữa. Ngoại thất của chiếc này dù đã 3-4 năm rồi, tuy nhiên vẫn còn như mới xuất xưởng luôn anh em ạ. Đấy, mâm của phiên bản S450 này, có logo Formatic này. Đây là chiều ngang của xe các bạn nhé. Đó, Maybach xịn thì nhìn nó dài lắm anh em ạ. Cái cửa sau nhìn nó dài dã man luôn. Ốp kim loại, nẹp kim loại hai bên thân này, logo Maybach này. Các bạn nhìn góc này phát là nhìn thấy biết là Maybach real gì. Đó, đây là phần đuôi của chiếc Maybach S450. Đó, các bạn nhìn chất không? Đó, anh em nhìn gì không? Quả xe này mới gọi là chất này. Đó, ở đây chúng ta có một chiếc Chevrolet nằm trong góc showroom. Ngay bên cạnh chiếc Maybach là chiếc Bentley Flyster đời khoảng 2009 hay 2010. Tiếp biển số thì các bạn biết là vì sao em nói lại nằm trong showroom này, đó là biển 568. Đó, tên showroom thế nên em nó vẫn được nằm trong showroom và đang được sử dụng các bạn nhé. Không rõ là sau này không biết các anh chủ có muốn bán đi hay không. Đây, mở cửa khoang cabin cho anh em chiêm ngưỡng chiếc S450 Maybach. Ghế phụ chỉnh điện đa hướng, nhớ 3 vị trí loa Boommaster. Và đây là khoang cabin anh em nhé. Khoang cabin được bọc da màu nâu, ghế ngồi chuẩn phong cách Maybach các bạn này. Đó, nhìn thấy khác biệt luôn so với S-Class. Khoang cabin này, hai màn hình 12,3 inch đặt liền nhau và ẩn trong một cái máy vòm, da bọc theo phong cách Maybach này. Đó, đồng hồ kim IWC này. Vô lăng Maybach này, hơi tối anh em thông cảm nhá. Logo Maybach tại tựa tại cái bệ đi tay hai bên này. Đó là cái khoang cabin, còn cái khoang sau thì nó còn sang xịn mịn nữa. Rồi, mở cửa ra và bước vào một cái không gian vô cùng đẳng cấp anh em nhìn không? Hai màn hình giải trí tại tựa lưng này. Có tủ lạnh này, có bàn làm việc ở phía dưới này này. Đó, bàn làm việc ở dưới này này. Và các cái cụm này thì vẫn là đẳng cấp. Maybach S450 anh em nhé. Khoang cabin này rộng, à, cái khoang sau rộng, cái khoảng mũi chân này. Chiếc này cũng có vị trí ghế ông chủ này, loa Boommaster này. Đó, các bạn nhìn vị trí ghế dành cho ông chủ nhá. Kích hoạt vào cái là các bạn thành ông chủ luôn. Đó, đóng cửa lại. Cửa tất nhiên là cửa hít rồi. Tiếp theo bên đây, một chiếc sedan siêu sang khác, đó là Rolls-Royce Ghost các bạn này. Chiếc Rolls-Royce Ghost với ngoại thất màu trắng. Ta phải ngó luôn nội thất đây nha. Ngoại thất màu trắng xem nội thất màu gì. Ngay tại vị trí trung tâm đây, các bạn cầm kéo ra. Wow. Các bạn nhìn đâu, logo Rolls-Royce phát sáng chiếu xuống dưới đất và chào đón chúng ta vào một không gian đẳng cấp dành cho các chủ tịch. Các bạn nhìn nội thất này, chiếc này ngoại thất trắng, nội thất trắng, đục lỗ thông hơi này, tựa đầu logo Rolls-Royce này. Và chiếc này thì cũng có màn hình giải trí gắn tại tựa lưng hàng ghế trước các bạn nhé. Đó, hệ thống điều chỉnh điều hòa cho khoang sau này, quá là sang xịn luôn anh em ạ. Ba vị trí ngồi và cũng có một chiếc bệ tì tay, cửa sổ trời. Đó, cửa sổ trời đấy. Toàn bộ cái khoang sau anh em nhé. Ở đây mình mở luôn cái khoang trước xem nào. Đó. Các bạn nhìn đi, mở ra các bạn sẽ quan sát được toàn bộ không gian nội thất và hai cái logo Rolls-Royce chiếu xuống dưới đất. Ghế lái này, sau khoảng chục năm sử dụng thì nó hơi nhăn một chút rồi. Tựa đầu Rolls-Royce, đục lỗ cả một khoảng trên này luôn, đục lỗ thông hơi đấy. Và đây là toàn bộ không gian khoang cabin của chiếc Rolls-Royce Ghost này. Các bạn nhìn không?
nó vẫn toát lên sự đẳng cấp và khác biệt so với những cái mẫu xe khác. Vô lăng có logo Rolls-Royce tại tâm này. Cụm đồng hồ phía sau vô lăng này. Màn hình giải trí được đang được ẩn đi này. Cụm điều chỉnh màn hình giải trí này. Bệ tì tay này, ghế ngồi này. Đó, chất lượng cho một chiếc Rolls-Royce Ghost. Mẹt GLE 300D các bạn nhé. Đây là GLE máy dầu. Chiếc này được xuất hiện trong khá nhiều clip mình. Ở bên đây thì có Lexus RX 450 Hybrid với trang bị gói F-Sport, RX 450H F-Sport anh em nhé. Chiếc này thì mình cũng đã từng có một clip review riêng chi tiết em Lexus RX 450H này rồi. Nội thất bên trong thì phong cách thể thao nên mọc ra màu đỏ. Đây các bạn nhìn này, đỏ chót luôn. Đó. Bắt đầu đi. Wow, khoang cabin này nó cũng thiết kế rất đẹp anh em nhé. Nó khác biệt so với những mẫu xe sang đến từ Đức. Đó là Lexus, nó vẫn có một cái chất riêng anh em ạ. Bọc da màu đỏ, tablo màu đen, vô lăng F-Sport. Màn hình đặt nổi này. Màn hình sau vô lăng này. Phía dưới này chúng ta có chiếc Volvo XC60 phiên bản B6, phiên bản mà có cần số pha lê đó các bạn. Chiếc này thì mình đã quay riêng một clip riêng cho anh em chiêm ngưỡng rồi. Động cơ 2.0 lít tăng áp 300 mã lực, quá là mạnh mẽ luôn anh em ạ. Và mẫu xe này trên thị trường hiện nay thì cũng đang cực kỳ hot và rất ít xe để giao ngay, và đây là một trong số đó. Tuy nhiên chiếc này thì đã có người đặt cọc. Thì trên này chúng ta có chiếc Porsche 911. Đó, 911 Carrera đã ra biển số và đã qua sử dụng. Đây, chiều ngang của chiếc Porsche 911 này. Anh em quan sát này đẹp không? Nhìn quá sexy và lôi cuốn luôn. Ngó qua nội thất tí này. Kéo cái này ra và các bạn kéo cửa ra. Đó, nội thất bọc da màu đen. Toàn bộ không gian khoang cabin anh em này. Vô lăng này. Ghế ngồi đục lỗ thông hơi này. Có chỉnh điện này, 911 Kaina này, màng loa này, màn hình phía sau vô lăng cũng giống như những chiếc Porsche khác, gồm mà hai cái màn hình điện tử và một cái đồng hồ analog. Chúng ta có màn hình giải trí này, đồng hồ kim này, đó, núm chuyển chế độ lái này, núm drive mode này các bạn, cần số nhỏ nhắn tại vị trí trung tâm này. Đó, chiếc này thì là 2+2 chỗ ngồi các bạn nhé, còn hai cái vị trí ghế ngồi nhỏ nhỏ xinh xinh ở phía sau nữa. Đó, chúng ta đã đi khám phá một vòng showroom Auto 568 420 Lạc Long Quân Hà Nội với rất nhiều các siêu phẩm từ vài tỷ cho đến chục tỷ cho đến vài chục tỷ anh em nhé. Và có tới 2 chiếc G63 AMG trong đó. Đầu tiên là có tới 3 chiếc, tuy nhiên một chiếc đã tách đoàn và về tay với đại gia Hà Nội rồi. Còn đây là những chiếc khác đang có mặt trong showroom. Anh em yêu thích và mê chiếc nào có thể ghé thăm ngay Auto 568 420 Lạc Long Quân Hà Nội để sở hữu cho mình một chiếc G63 Range Rover HSE, Rolls-Royce Phantom, Lexus RX 570 hay rất nhiều những cái mẫu xe đáng chú ý khác các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin phép kết thúc cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.